Ok, xin chào tất cả các bạn, quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Ngày hôm nay như các bạn đã thấy ở đây thì có rất là nhiều các loại flycam khác nhau đến từ hãng EZ mà Tokyo Camera đang phân phối từ khách hàng. Và cũng đã sắp đến kỳ nghỉ lễ 30/4/5 rồi thì chắc hẳn rất là nhiều bạn sẽ mang theo chiếc flycam bên mình trong những cái chuyến du lịch. Và ngày hôm nay thì Tokyo Camera sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những cái điều cần lưu ý khi mà chúng ta mang chiếc flycam để đi du lịch trong những cái kỳ nghỉ của chúng ta nhé. Ok, điều đầu tiên là chuẩn bị trước khi cất cánh thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thứ nhất là về pin. Một viên pin của chúng ta thì trước hết là phải sạc đầy đã. Sau đó thì các bạn cũng kiểm tra giúp mình xem là pin này có bị phồng hay là bị không thể bật lên được không, bằng cách là mình nhấn một cái. Thì nếu mà lên đèn, nếu mà lên đèn thì chúng ta sẽ biết là cái viên pin đấy vẫn còn hoạt động. Còn nếu không lên đèn thì mình đang có hai viên pin ở đây, không bấm lên đèn được nữa, kể cả khi đã sạc, cắm sạc rất là lâu, thì đây là hai viên pin đã có thể lỗi và chúng ta nên thay ngay viên pin khác. Sau bước kiểm tra pin thì đến bước chuẩn bị bay thì chúng ta sẽ vào app DJI Go 4 trên điện thoại và kiểm tra tất cả những thông số mà flycam của chúng ta thông báo trên màn hình, ví dụ như là xe pin có đầy không này, tín hiệu GPS đã đủ chưa này, máy bay đã cho cất cánh chưa, cảm biến có lỗi gì không, compass có lỗi gì không. Tất cả những cái đấy nó sẽ giúp cho cái quá trình bay của chúng ta được an toàn nhất có thể. Vì vậy là chúng ta đừng nên bỏ qua bước này nhé. Về phần GPS thì tất cả những cái flycam của DJI thì nó sẽ có một cái cột sóng GPS ở phía bên trên màn hình như các bạn đã thấy ở đây. Thì cái cột sóng này nó sẽ báo các cái tín hiệu của các cái vệ tinh xung quanh chiếc máy bay này đã kết nối được. Và càng nhiều những cái vệ tinh này kết nối thì cái máy bay hoạt động càng ổn định và sẽ không có hiện tượng trôi. Nếu mà chiếc máy bay của chúng ta mà đón ít tín hiệu GPS, ví dụ là chỉ khoảng có 5 hoặc 6 thôi, thì máy bay sẽ không sử dụng GPS để bay mà sẽ sử dụng Vision. Và lúc này thì cái GPS của nó chúng ta không được chính xác, vì vậy là máy bay rất dần dễ bị trôi và điều này thì sẽ tạo ra cái việc không an toàn cho chiếc máy bay của chúng ta. Cuối cùng là khi chiếc flycam của chúng ta báo là ready to go GPS thì đây đã là quá trình cuối cùng để check trước khi máy bay cất cánh. Và bây giờ chúng ta phải cho cất cánh rồi. Tiếp theo là phần lưu ý trong quá trình bay. Quá trình bay thì có rất là nhiều những cái lưu ý khác nhau mà mình xin liệt kê một vài những cái lưu ý mà anh em nên cân nhắc trong cái lúc mà bay chiếc flycam của mình. Điều đầu tiên là để ý đến vùng cấm bay. Nếu mà anh em đang ở trong vùng cấm bay thì máy bay chúng ta sẽ không được cất cánh. Và cái vùng cấm bay này chúng ta có thể quản lý được bằng cách là bấm vào phần map ở góc bên dưới tay bên trái ở trên app DJI Go 4. DJI họ sẽ cho chúng ta những cái phần vùng khoanh đỏ là những cái vùng mà chúng ta không được phép cất cánh trong vùng đấy. Và máy bay của chúng ta khi mình cản chéo cần vào thì máy bay cũng thông báo và sẽ không cho mình cất cánh. Còn nếu anh em bay từ ngoài vùng đỏ vào vùng đỏ thì sao? Máy bay chúng ta sẽ lập tức hạ cánh tại cái vùng đỏ đấy luôn và không cho chúng ta truy cập gì nữa. Vì vậy là nên để ý, DJI Go 4 sẽ thông báo cho chúng ta cái việc mà chúng ta sắp bay vùng đỏ hay chưa. Vậy là anh em chú ý trên thông báo trên màn hình của DJI Go 4 nhé. Một cái lưu ý mà nhân viên của Tokyo Camera chúng tôi thì luôn nhắc mọi người sử dụng flycam đó là không bay vào giữa hai tòa nhà cao tầng. Vì sao lại như vậy? Như các anh em đã biết thì ở phần thân của máy bay này có một bộ phận gọi là đón tín hiệu GPS, chúng tôi hay gọi là nấm GPS, thì nó sẽ đón cái tín hiệu GPS từ các cái vùng xung quanh như này. Và khi các bạn bay vào giữa hai tòa nhà cao tầng thì vô hình chung chúng ta đã có hai cái bức tường ở hai bên như này và ngăn cái sóng GPS từ hai bên đón vào chiếc máy bay. Vì vậy lập tức lúc này chiếc flycam của chúng ta sẽ giảm đột ngột tín hiệu GPS và rất có thể là trôi. Và cái việc trôi giữa hai tòa nhà cao tầng thì rất là không an toàn. Một vài trường hợp các bạn bay trong thành phố thì cũng nên để ý đến những cái đường dây điện li ti nhỏ. Chúng ta như Mavic 2 của chúng ta ở đây thì nó đã có cảm biến trước sau này, cảm biến trên dưới. Nhưng mà đừng quá tin vào những cái cảm biến này vì đây chỉ là những cái công cụ hỗ trợ chúng ta thôi. Mắt thường của chúng ta mà không nhìn thấy thì làm sao máy móc với cái mắt đọc nhỏ này mà có thể nhìn thấy được. Vậy là đây là công cụ hỗ trợ của chúng ta, không nên tin 100% vào những cái cảm biến này mà vẫn để luôn kiểm tra trước khi bay để tránh những cái tình trạng mà không may xảy ra. Trong cài đặt quản lý cell pin của DJI Go 4 thì chúng ta đã có hai cái mức mà anh em có thể nhìn thấy ở đây, là một mức là 10% này thì máy bay sẽ tự động hạ cánh và không cho chúng ta quyền điều khiển nữa, đây gọi là hạ cánh khẩn cấp. Và một phần nữa là một cái mức pin mà máy bay chúng ta sẽ báo
cho chúng ta biết là mức pin này là mức pin yếu và nó sẽ nhắc chúng ta là nên bay về. Thì các bạn cũng nên lưu ý cái vấn đề này. Khi mà còn khoảng 3% thì chúng ta nên bay về tầm mắt gần gần thôi để dễ xử lý nếu mà có hiện tượng gì bất thường, không nên bay quá xa trong những cái trường hợp như thế. Một điều tiếp theo là nếu bay buổi đêm thì các bạn cũng nên lưu ý giúp mình là buổi đêm ánh sáng nó không đủ thì những cái cảm biến này nó sẽ không hoạt động, nó sẽ báo chúng ta một cái bảng thông báo màu đỏ, và cái phần cảm biến ở trên thanh thông báo nó sẽ báo đỏ, có nghĩa là trong lúc này thì cảm biến vật cản chúng ta sẽ không thể hoạt động được và nó chỉ bay hoàn toàn với GPS thôi. Vì vậy là bay buổi đêm thì mọi người cũng rất là nên cẩn trọng. Ngoài những cái vùng mà DJI họ đã không chúng ta cất cánh rồi thì còn rất là nhiều vùng khác theo pháp luật Việt Nam là cũng không được cất cánh, ví dụ là nhạy cảm về quân sự, chính trị vân vân, thì các bạn mang flycam vào những vùng này thì cũng nên lưu ý một chút thì để chúng ta không bị vi phạm pháp luật như là không gây ảnh hưởng đến dân cư ở khu vực đấy. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái vùng khác họ sẽ phá sóng, vì vậy là cái việc mà phá sóng với tay điều khiển và với chiếc máy bay này thì cũng rất là nguy hiểm, vậy là mọi người nên để ý một chút. Một điều đáng lưu ý khác mà Tokyo Camera gặp rất là nhiều trường hợp khi mà mọi người mang flycam đi nghỉ lễ, đó là việc cất cánh, hạ cánh trên thuyền. Biển rất là đẹp đúng không? Mọi người đều muốn ghi lại những cái khoảnh khắc tuyệt vời ở biển hoặc là trên tàu. Tuy nhiên, cái việc mà cất cánh và hạ cánh trên tàu đang di chuyển nó lại là một cái vấn đề khác. Vì sao lại như vậy? Chiếc thuyền của chúng ta nó sẽ liên tục thay đổi vị trí trong tranh trên biển, nhưng mà tuy nhiên thì chiếc flycam này của chúng ta nó sẽ nhận GPS tại một điểm rồi nó cất cánh, thì rất dễ xảy ra tình trạng máy bay của chúng ta bị trôi va đập vào thành tàu và không may nhất thì là có thể rơi xuống biển. Vì vậy trong trường hợp mà cất cánh trên tàu và hạ cánh trên tàu thì mình khuyên các bạn nên cất cánh một cách dứt khoát, lên là lên luôn, và hạ cánh làm sao hạ cánh trên tay chứ đừng hạ cánh xuống dưới bề mặt của thuyền. Vì khi máy bay này hạ cánh xuống thì nó sẽ hạ cánh thẳng xuống, tuy nhiên chiếc thuyền của chúng ta nó vẫn đang di chuyển. Điều này rất là nguy hiểm với chiếc flycam của chúng ta, khi mà nó đang hạ cánh thẳng xuống như thế mà va đập vào đâu thì nó rất dễ gây tốn tiền cho anh em. Đây là một điều đáng lưu ý nhá, mọi người lưu ý giúp mình phần này. Vậy còn khi chẳng may máy bay của chúng ta bị có vấn đề gì xảy ra thì sao? Đây là cái phần mà rất là đau đầu. Trong phần Fly Record của DJI Go 4 thì nó đã lưu lại cho chúng ta tất cả những cái lịch sử bay của các chuyến bay gần nhất rồi. Vì vậy là nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì mọi người nên xem lại cái lịch sử bay này và thông báo lại cho cái bên bảo hành, ví dụ như là Tokyo Camera đây, để chúng tôi kiểm tra xem là cái lỗi này là do người dùng hay là do hãng hay là do bất kỳ một cái lý do nào khác. Nếu mà chẳng may cũng mất sóng thì phần Fly Record của chúng ta cũng sẽ lưu lại được cái vị trí cuối cùng mà máy bay của chúng ta mất sóng. Vì vậy là chúng ta có thể theo cái bảng Google Maps này và đi tìm chiếc máy bay của chúng ta. Tokyo Camera đã nhận được rất là nhiều những cái trường hợp mà theo cái Google Maps này mà vẫn tìm được chiếc máy bay của mình, rất là may mắn. Ngoài ra nếu mà mọi người cảm thấy cái sự cố vừa xảy ra nó không phải là lỗi do mình mà là do hãng thì cái phần Fly Record này cũng chứng minh một phần nào đấy là lỗi do hãng, và từ đó chúng ta có thể report về hãng và nhận lại được cái chế độ bảo hành tương ứng với lại cái sản phẩm của mình đã mua sử dụng. Và đó là một số những cái lưu ý cơ bản mà Tokyo Camera luôn nhắc tất cả các khách hàng của mình phải để ý khi mà sử dụng chiếc flycam của mình, không những trong kỳ nghỉ mà trong cả những ngày bình thường. Ngoài ra các bạn có những cái kinh nghiệm gì trong quá trình sử dụng flycam của mình muốn chia sẻ với cả mọi người thì hãy comment xuống bên dưới nhé, để mọi người cùng giúp nhau cố gắng sử dụng chiếc flycam này an toàn nhất có thể. Cuối cùng thì có bất kỳ câu hỏi nào muốn đặt ra các bạn hãy để lại bên dưới và Tokyo Camera của chúng mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể đến các bạn trong những clip tiếp theo. Mình là Linh, xin chào và hẹn gặp lại.